Người đẹp Phú Kè lại xuất hiện với bộ trang phục decoy Paris by Night 134. Lời cảm ơn của Nguyễn Ngọc Ngạn với trang phục màu hồng mới mua ngày hôm qua. Bóc giá. Bóc giá được không chị? I asked her, can you tell the bride yesterday she bought this dress for this so Paris by Night 134. And you. The boss. Chồng chị Mai. Đông quá nè mọi người ơi. Chị Mai vô coi show, còn mình chưa có vé nha. Mình ngày mai mình sẽ tới để mình kiếm vé mình vô. Rất là đông, mặc áo dài nè, mấy cô mặc áo dài nè. Trời ơi, vậy là đi. Mấy cô mặc áo dài tím ở Huế, chắc ở Huế qua. Quá trời đông mọi người. Bây giờ Huy và chị Mai sẽ đi lấy vé nha. Em đi. Hả? Information. Mình sẽ đi hỏi thông tin nha mọi người. Người ta check quá trời đông mọi người ơi. Information desk nè. Ủa nhưng mà này là của travel. Có bán vé show. Ủa sao có bán vé show? Quá trời đông này mọi người ơi. Mấy cô mặc áo dài tím nè. Quá trời đẹp. Mặc áo dài tím đi coi là đúng luôn á ha. Quá trời. Các tour du lịch nè. Các tour du lịch nha mọi người. Đông quá, áo dài trắng, áo dài. Lâu rồi mình thay áo dài á. Vui quá mọi người ơi. Quá trời, quá đất vậy ông ơi. Huy đi hỏi vé cho chị Mai là check in vô mạng, mọi người thấy không? Cái hàng dài xếp từ bên kia kìa. Xếp qua nó dài. Mấy cô chú đứng đây nè. Ồ, nó đi lên tới đây luôn. Đó, một hàng dài như thế này làm sao mà biết bao lâu mới check in kịp, cho nên là cái show này là phải đến sớm á mọi người, phải đến sớm là mới vô được. Cho xếp hàng gì đông quá trời mua, mà mình không có mua qua công ty du lịch là nó hàng bên này, còn ai mà mua công ty du lịch là sẽ có công ty du lịch đưa qua bên kia nha. Quá trời đông mọi người ơi. Huy đứng đây Huy quay cho mọi người coi, Huy tự tin luôn nha, chứ giờ nhát mà quay cũng chị Mai đang đi ra. Huy sẽ chụp hình cho chị Mai. Quá trời người kìa mọi người, quá trời quá đất. Mấy cô mấy chú đi. Chị Mai cho em phỏng vấn chị là cái bộ đồ màu hồng này rất là hợp với cái background kia. Hãy bóc giá bộ đồ này. Bóc giá bộ đồ này bao nhiêu được không? 2 triệu. Ờ, mà 2 triệu mà rất là đẹp. 2 triệu là rất là đẹp mà. Của hãng nào vậy chị? Dablin gì á. Dablin nữa. Ờ, còn đôi giày chị? Ồ, đôi giày 3 triệu mấy. Rồi còn cái ngọc trai chị? Hơn 1.000. 1.000 đô hả? Ừ. Wow, đây là 1.000 đô nha mọi người. Chị Mai đi coi show rất là xinh đẹp. Em chúc chị Mai vào bên trong coi vui nha. Vé điện tử là mình sẽ quẹo phải nha. Mấy người đây là vé giấy á mọi người. Chị Mai vui là vé điện tử với anh Trey. Mình sẽ quẹo phải qua cái khu bên này review cho mọi người coi. Đây, quẹo phải nha, rất là nhiều cô chú anh chị. Đây, Huy quẹo phải nè, giữa dòng người nè, giữa dòng đời tấp nập. Vì là live show cuối cùng của chú Nguyễn Ngọc Ngàn, cho nên là đa số mọi người thấy không, những cái cô chú lớn tuổi sẽ đi rất là nhiều. Và cái line này là line của Electric, tiết kiệm là vé điện tử. Còn cái line hồi nãy Huy đứng bên kia là vé giấy, nó chia ra. Nhưng mà cho dù có vé VIP hay là vé không VIP cũng là phải xếp hàng giống như một cái hàng này rất là dài, mọi người thấy không? Huy đi nãy giờ nhưng mà vẫn là rất là dài, vẫn tới tận dưới đây luôn, tới tận cái chỗ mà xem phim luôn á mọi người. Quá trời quá đất luôn. Chị Mai với anh Gray chờ, nói là tại sao cái vé VIP mà vẫn chờ xếp hàng bình thường. Thì anh Gray nói anh không có muốn chờ. You talk, you don't want to wait in. I don't want to wait in the queue. You don't want to pay some money, get me in quick. Anh nói anh muốn trả tiền để thêm vô cho nó nhanh á. Vui quá. Vui không? Đưa tiền để cho chọn một hàng dài này mọi người. Đó, cái một cái queue nó dài thòn lòn như cái sông Hương ở chợ Huế. Ở Huế chứ rồi.
quá trời nhiều người mặc áo dài, rất là truyền thống, rất là Huy thấy rất là hay á. Huy để Huy đi coi cô nào qua mặc áo dài phỏng vấn. Bye bye Gray and chị Mai, em đi về nha, đi xem show vui nha. See you tonight. Yeah. Huy sẽ đi về và dạ em đi nha chị. Huy không được coi, Huy không được coi, ngày mai ráng kiếm vé coi. Sắp diễn ra show mà mọi người vẫn còn xếp hàng, một quá trời quá đất chưa được vô. Không biết trong show là bị 7:30 chắc cũng phải 8 giờ mới hát quá mọi người ơi. Rất là nhiều người Việt Nam và nhân viên tức cực. Đây, Huy sẽ quay sơ sơ cái sân khấu cho mọi người coi ở bên trong nha. Đây, người ta vào trong á. Đây là những người có vé nha. Những người có vé là vào trong này nha mọi người. Đó, Huy đâu có được vào đâu. Đó, xếp hàng xong rồi nè. Xếp hàng xong rồi quẹo phải vô trong đó là thành sân khấu á. Đó. Và Huy chờ coi thử ngày mai, ngày 16 cái show diễn sẽ lúc vào 1:30 nó sẽ diễn ra như thế nào. Và Huy có thể Huy kiếm vé Huy đi, nếu mà còn vé rẻ thì Huy vô Huy coi. Bây giờ Huy chào tạm biệt chị Mai. Hy vọng chú Nguyễn Ngọc Ngạn và những cái nghệ sĩ sẽ có một cái show diễn thật là ấm cúng và có những kỷ niệm cuối cùng với khán giả thật là đầy sự thăng hoa cũng như là ấm áp tình đời tình nghệ sĩ nha mọi người. Wow, không được coi, tiếc quá, đi về thôi. Tạm biệt Paris Pana 134. I see you tomorrow. Tôi hẹn gặp bạn vào ngày mai. Xin quý vị theo nhịp đếm của Ngọc Hơn kêu thật to tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là Nguyễn Ngọc Ngạn. Kêu như vậy 5 lần, làm sao mà cho chú Ngạn ngồi ở bên trong cánh gà sân khấu có thể nghe được tất cả chúng ta được không thưa quý vị? Rồi, quý vị đã sẵn sàng chưa? Bật đèn flash lên hết chưa? Bây giờ nè, em thấy khu vực nào kêu tên chú Ngạn to nhất, em sẽ tới khu vực đó em tặng quà. Được chưa? Yeah. Rồi, sẵn sàng chưa? Bây giờ em bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3, Nguyễn Ngọc Ngạn. Nguyễn Ngọc Ngạn 5 lần. Nguyễn Ngọc Ngạn. Nguyễn Ngọc Ngạn. Nguyễn Ngọc Ngạn. Hình như là mình qua đây mình chưa đi ăn hay sao, kêu hơi yếu nha. 4.000 người nha. Bây giờ kêu lại nè. 1, 2, 3, thật là to một lần. 1, rất là nhiều. Xin chào đón quý vị đến với Paris by Night 134. Enjoy the show. Hello mọi người, hôm nay Huy Mai rất là vui vì đang tới nè. Hôm nay là em tính là lên đây để coi Paris by Night mà không có đủ thời gian, mà tới để gặp một cái người anh đồng nghiệp cũ mà đóng chung phim Đoạt Hồn, anh Trần Bảo Sơn mọi người ơi. Thấy anh đứng đây em rất là vui luôn. Và Huy mới xin chụp anh một tấm hình và em hy vọng anh là có dịp đi chơi và coi Paris by Night vui nha. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Quá vui quá, hôm nay là Huy có dịp quay lại Brace by Night tại vì bận rộn với cuộc sống quá, tính là lên để chờ coi thử người ta có cho vô không. Do cái vé cái ngày thứ hai là 500, mà ai ngờ gặp anh Trần Bảo Sơn, anh mới gặp cái người khác chụp hình. Bây giờ anh Trần Bảo Sơn cũng lên để coi là show thì Huy sẽ lên coi thử có gặp được nghệ sĩ này ở đây không. Hello. Hôm nay thời tiết quá đẹp như ở Seoul hả? Quá đẹp luôn. Anh em mặc áo vest với nhau là nó lạnh đá rồi luôn á anh. Cảm ơn anh nhiều nha. À, cái em là Huy Mẹ nè. Có nhiều người không có biết, tưởng là Huy Mẹ là Huy Mẹ, do giống như là Huy không có viết cái chữ giống như là viết không giống, người ta sẽ nghĩ là Huy Mẹ. Cho nên là nhiều người ngửi Huy là người Trung Hoa là do cái tên Mẹ, Mẹ Văn Tài đồ á mọi người. Cái chị đó, em Huy Mẹ nè. Dạ em chào chị, em đi coi show ở trong đây hả? Đấy, cũng già luôn, do cho không lẽ nói không, em không có vé mà lên
ai ngờ là 5 tiếng bằng Huy bây giờ là 6:30 mới gặp anh Trần Bảo Sơn. Huy có quay cho mọi người coi thì Huy rất là vui vì cuộc hội ngộ này. Anh Huy cũng hỏi thăm anh có khỏe không và khen con gái anh rất là đẹp. Anh nói con gái anh bây giờ cao hơn anh luôn, chân thẳng. Và anh Trần Bảo Sơn là đóng chung phim với Huy trong Đoạn Hồn và Huy rất là vui vì ảnh nhớ Huy, tại vì hai cái tuyến nhân vật không có gặp chung nhau nhiều nhưng mà là cũng là đều trong một cái bộ phim là đều phải hợp mặt diễn viên mà xuyên suốt rất là nhiều quá mọi người. Và bây giờ Huy sẽ coi thử có xin vô được coi không. Dạ nghe Huy, thiệt ra Huy không muốn xin vô mà nghe đồn cái cô chú Vinh Hoa, nhớ bốn cô chú khán giả mọi người, nói là hồi ở Hàn Quốc á, cái ngày thứ hai ít còn chỗ trống thì người ta sẽ cho mấy cái người công nhân vô. Giờ để tôi xin vô, tôi thích quá hết. Mà do mọi người biết sao Huy muốn mua vé để vô ủng hộ luôn, nhưng mà do cái vé cái ngày này á, là chỉ còn vé 500 đô thôi. Cái vé đó thì nó quá số tiền của Huy cho phép, Huy không có ủng hộ được. Cho nên là Huy bây giờ cứ quần quần ngồi đây nè mọi người. Mới gặp anh Trần Bảo Sơn vui ghê. Hôm qua chị Mai đi có 3 tiếng chị Mai về sớm, cho nên là cũng không gặp lại được chị Mai, do chị Mai chờ lâu quá, chờ coi lâu quá không có hội ngộ được chị Mai. Anh mới giờ coi review của em hồi chiều. Trời ơi. Cảm ơn em nhiều. Rất là thông tin, rất là good. Anh là Barry Spider rồi hả? Hay là anh khán giả? Em cảm ơn anh coi review em ở Bách Tây Gia. Cảm ơn anh. Anh đó anh chạy là anh chào luôn trong video mình. Thiệt ra những cái người mà chào Huy là Huy không có quay, tại vì Huy đi một mình á, Huy cũng sợ người ta không có thích. Giống như là thí dụ Huy là fan của ai, Huy cũng rất là chào đón để người ta biết. Nhưng mà có những cái người ta làm fan của mình người ta ngại, giống như người ta có bồ hay là người ta sợ bị quýnh hay là gì á, thì người ta không có xuất hiện. Cái anh đó anh làm Huy vô tình luôn. Anh vô trong anh là fan em review Bataya với lại. Trời, tôi cứ vòng vòng vậy hoài rồi. Người ta nhận ra hay sao? Nãy giờ người ta kêu Huy mẻ không à. Ở đây người ta nhận ra quá trời. Mắc cười quá mọi người ơi. Giờ tôi đi vòng vòng nhiều hoài nữa trời. Tôi gan quá gan, tôi mới hỏi hai cái anh đằng sau. Tôi nói chứ anh bây giờ xin vô coi được không? Họ nói là ở bên đây là tại vì người Thái người ta check làm security, người ta phải để cái thẻ từ này nè, nếu mà đi ra tiểu mà không đóng dấu là đi vô lại cũng không được luôn, cho nên là anh không có giúp được. Mà Huy rất là quê khi Huy xin, tại nhưng mà Huy đây là Huy xin người ta là Huy không có thì Huy xin, tại vì hồi xưa là ở bên Seoul người ta cũng cho công nhân vô á, cho nên là Huy mạnh dạn Huy xin. Huy thích quá chứ Huy đâu có phải là để Huy ăn Huy lấy của ai đâu mọi người, cho nên là mọi người thông cảm nha. Tại vì show con Huy tưởng là lên chỉ được ngắm nghệ sĩ ngoài đời là thay đồ đi diễn, là Huy quay cho mọi người coi. Ai ngờ là vẫn còn show. Hy vọng tới cuối ngày được gặp chú Nguyễn Ngọc Nhàn và nói lời chia tay với chú. Bây giờ đang là giờ dạ. Đang nói chuyện với cái anh đằng sau. Dạ. Hả? Anh ơi. Dạ. Em đang review Paris by Night. Dạ. Thấy mặt anh được không? Thấy mặt trong này con không sao vậy không? Có nhiều người nhớ Huy đi giữa đường mà sao tôi biết tôi vậy ông? Tôi mắc cười quá. Ý là ở trong cái bây giờ là đang giờ giải lao giữa show cho nên mọi người có thể đi ra ăn uống rồi. Cho nên là Huy đi lòng vòng trong này có thể gặp rất là nhiều người Việt Nam. Và ở trong này người ta phát cho Huy đi trên đó thì người ta phát cho Huy những cái tờ bướm dành riêng cho khách hàng quốc tế đại nhạc hội Trace Spinai này. Nhận miễn phí thẻ quà tặng trị giá 200 bạc nếu mà mình chi tiêu 600 bạc tại nhà hàng, hoặc là những cái khác như là cái đất rồi á, mấy cái đất land đồ ở Việt Nam hoặc là Quy Nhơn gì nè. Ở trong này người ta tờ bướm của những cái công ty Việt Nam tài trợ cho chương trình đó, cho nên là người ta sẽ mướn những cái người Thái để phát những cái tờ bướm này cho những cái người khách ở xung quanh đó mọi người. Còn ở bên đây là chỗ Super Rich nè đó, nhiều khách Việt Nam xuống đây để đổi tiền, cái bên Thái Lan là chỗ này là đổi được nhất nha, được giá nhất nha mọi người. Coi thì mọi người nhớ những cái thông tin đó. Thì khi qua Thái Lan du lịch thì Huy chỉ cho mọi người biết cái gì, Huy chỉ cho mọi người. Huy sẽ xuống đất, Huy mua một cái nước trái cây để Huy uống và Huy đợi để có sức lên ngồi ngắm những nghệ sĩ nếu mà họ xong show á, có cơ hội quay xa xa cho mọi người coi nha. Và Huy hy vọng mọi người hãy ủng hộ cho anh Trần Bảo Sơn, và năm tới sẽ có một cái dự án phim của anh rất là công phu và được dàn dựng từ rất là lâu rồi. Huy có hỏi thăm ảnh và ảnh là một cái diễn viên lớn ở Việt Nam mình, mà Huy chỉ là một diễn viên nhỏ thôi nha, mà ảnh nói chuyện rất là lịch sự và ảnh còn nói hy vọng có cơ hội hợp tác lại với em. Rất là
rất là dạng như là rất là nâng đỡ những cái người nói chuyện, rất là nâng đỡ những cái người trẻ mọi người. Cho nên Huy cũng rất là vui khi được trò chuyện với anh và hy vọng mọi người hãy ủng hộ cho bộ phim vào năm tới nha mọi người của anh. Huy qua bên đây, Huy ngồi Huy mua cái nước với là cái xúc xích để uống lấy sức để ngồi chờ nghệ sĩ này, mọi người cái xúc xích ăn cái nè. Trong lúc mà lấy cái mua xúc xích á, Huy đứng hỏi mua cái vé rẻ nhất để 160, là Huy nhìn trên mạng không thấy mà cái anh kia nói còn có một tiếng nữa rồi, ý là anh nói là khỏi mua hay gì á, còn một tiếng nữa là hết. Nhưng mà Huy thấy có một cái quyển sách của chú Nguyễn Ngọc Ngàn lời cảm ơn ở đây, thì Huy nói chị ơi cho em xin cái này được không, tại cái này là phát cho người ta, chị đó lấy hết em lấy về phát cho hàng xóm rồi gì đó, chị đó nói vậy á. Chị đó đâu biết Huy ở bên này đâu, ở bên này chỉ có người Việt mình mới biết chú Nguyễn Ngọc Ngàn, nhưng mà người Việt từ khắp nơi trên thế giới chứ. Vài nhận xét về Nguyễn Ngọc Ngàn. Thời báo Canada, Nguyễn Ngọc Ngàn được cả thế giới biết đến là một nhân vật được yêu mến trong cộng đồng Việt Nam. Là một nhà văn, ông có một sự nghiệp lẫy lừng với nhiều tác phẩm và audiobook, cũng như nhiều kịch bản hài đáng nhớ Việt cho Trung tâm Thúy Nga. Nhưng chắc chắn một điều Nguyễn Ngọc Ngàn được biết đến nhiều nhất là sự nghiệp MC, người điều khiển chương trình huyền thoại của Paris by Night cùng với người cộng sự ăn ý Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Xuất hiện lần đầu tiên tại Brunei 17 năm 1992, Nguyễn Ngọc Ngàn của 30 năm trước là một MC độc đáo và nổi bật so với nhiều MC trong thời đó. Ông đã thể hiện một kiến thức vô vàn về lịch sử và văn hóa Việt Nam, cũng như lịch sử và di sản của các nhà soạn nhạc Việt Nam qua thời kỳ đối với nhiều người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam nghe ông nói là một cách tìm hiểu về di sản. Trời, người Việt Nam đi qua đó. Em người Việt Nam phải không? Thấy cái thẻ tiếng em Paris by Night tôi mắc cỡ muốn xỉu luôn. Qua bên đây trốn để review đợt khỏi mắc cỡ đó em. Tự nhiên gặp người Việt Nam không dám đọc nữa mọi người. Nói chung á là chú Nguyễn Ngọc Ngàn á là rất là nổi tiếng, và nổi tiếng nhất trong vai trò MC. Và mọi người biết không, chú rất là nổi tiếng trong cái vai trò là viết kịch bản nữa cho những cái người như là diễn viên hài như là Hoài Linh, Việt Hương, Thúy Nga, những cái kịch vô cùng nổi tiếng như là Xem Bói rồi đó mọi người. Và chú còn có nổi tiếng ở trên mạng audio khi mà về cái kể chuyện ma đó. Cho nên là nếu mà Huy mà gặp chú ở đây, Huy sẽ phỏng vấn là Huy chọc chú là chú ơi cái lần cuối cùng của chú á, mà hôm nay là lời cảm ơn chú muốn nói là tạm biệt với mọi người á, thì chú muốn con nhớ là chú nói hồi xưa là chú nói một cái chương trình live show về chú không mà không có nghệ sĩ là chú sẽ kể chuyện ma suốt 3 tiếng đồng hồ luôn để cho mọi người nghe, mọi người có chịu không mẹ rồi đó. Rồi chú nói cô Kỳ Duyên chọc chú sao, rồi chú nói là tuy tôi lớn tuổi nhưng mà cái giọng tôi nó vẫn như vậy đó. Cho nên là Huy muốn chọc chú vậy đó. Bây giờ chú cái show này chú có kể chuyện ma 5 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ không? Thì chú Nguyễn Ngọc Ngàn rất là nổi tiếng trong vai trò là kể chuyện ma đó mọi người. Và trong cái tờ bướm này thì ngoài ra còn có những cái hình ảnh về những cái nhà tài trợ cũng như là làm nail trail ở bên Mỹ. Thì cuộc sống người Mỹ mình rất là nổi tiếng và làm nail nha mọi người. Làm nail và clean cái sàn nhà, hoặc là làm xây cái sàn nhà ở bên Mỹ, hoặc là số đất nước khác á, nhưng mà nổi tiếng nhất là làm nail. Cho nên là Huy thấy ở bên Mỹ là hay quảng cáo về nail nhất, cộng đồng người Việt Nam mình rất là nổi tiếng với những cái hàng quán nail, nail gel, nail rồi hoặc là những cái cửa hàng mà bán những cái máy làm móng tay móng chân á, cái máy ngồi massage luôn á mọi người đó. Nói chung là những cái máy giống như này đó, những cái máy giống như này ngồi rồi có nước sụt lên đó, làm cho cái chân đó không những làm nail mà làm cái chân mình còn thoải mái nữa. Và có những cái nhãn hàng nước uống trong đây. Có Nguyễn Thúc Thùy Tiên rồi nè mọi người. Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Để Huy coi thử trong này có gì thêm không nha. Đài VOA nè, Việt Sun Magazine Toronto. Mà chú Nguyễn Ngọc Ngàn á, thiệt ra là ở bên thời báo Canada, là chú sống ở Canada nhiều hơn hay sao á hơn mọi người. Nói chung là có rất nhiều, mọi người có thể đọc một trang này về chú. Nếu mà ai muốn thì sẽ tặng cho Huy, coi lấy 2 tờ thôi chứ Huy không lấy nhiều nha. Huy chỉ lấy 2 tờ, tại Huy ở bên đây một mình cũng đâu có ai để cho đâu. Và bây giờ mình sẽ chờ ở đây, và nếu mà có gặp được chú thì Huy sẽ xin chụp hình, chứ không dám làm phiền chú, tại vì chú cũng lớn tuổi thôi. Không ai muốn làm phiền chú để chú nghỉ ngơi, làm show cũng nhiều rồi. Và bây giờ Huy ăn cái bánh chút mình.
vô đó quay tiếp. Phô mai nè mọi người. Không có vé cho nên Huy xuống dưới Huy kiếm cái gì Huy uống nước. Rồi Huy ăn một chút nè mọi người. Ở dưới đây á là cái nước rồi cây cối rồi. Mấy cái quán nhà hàng từ bên kia nối qua bên đây mọi người có thể đi cái thang máy lên lầu 5 để gặp chú Nguyễn Ngọc Ngàn mà coi show, nhưng mà có thể đi thang máy hộp là lên thẳng trên đó luôn, giống như chiều hôm bữa chị Khánh Hà hỏi Huy á, cưng cái thang máy hộp ở đâu. Bây giờ Huy uống một miếng nước rồi lên nha, ráng chờ Huy vòng gặp được chú thôi, hỏi quay cũng được, chụp hình thôi, chụp hình xa nha mọi người. Huy mua ly nước uống với lại Huy xin trang điểm thử da ở đây miễn phí á mọi người. Da ở trên đó người ta kêu Huy mẻ, Huy me vậy đó. Cái xuống trang điểm để cho lên làng rồi con ai biết không. Bị mất ngủ nè, che mòn thâm mắt. Người ta cho ở bên đây người ta cho thử miễn phí nè. Cái môi Huy bị tái. Hết nè. Môi nó mất cái vết thâm hơn. Lên làng tiếp coi có ai nhận ra cho vui, nói tiếng Việt cho vui. Chứ ở bên này Huy mấy năm đâu có ai biết Huy đâu. Ở Việt Nam người ta còn biết sơ sơ. Rồi, wow, đi chăng. Đó, nó tươi hơn được chút con này hơn. Wow, đi chăng. Anh ấy khoảng mương thay rồi hả? Review hai con Việt Nam mà. Khoảng mương thay rồi hả? Còn bút ăn kịp. Bút ăn kịp, à, trong cái tiệm bút ăn kịp. Ồ. Có nhiều thứ quá, muốn thử nữa mà thôi quê quá. Nếu mà mọi người thích thì vô đây mua nha. Huy lên không bôi mắt gì. Giờ mình lên cái thang máy hộp này đó, vô trang điểm miễn phí rồi lên coi làng qua làng là coi có ai biết Huy me nữa không nha. Cái thang máy hộp này mọi người, nó có nhiều cái thang máy nha mọi người, cứ đi thang máy hộp là lên thẳng được. Lên thang máy đó nha mọi người, là ra đến cái đây là 8 giờ tối rồi, từ 1 giờ rưỡi mà tới 8 giờ tối mà mọi người vẫn còn đang về từ từ. Có những người coi lâu quá người ta xin mệt người ta về trước được nha mọi người. Nhưng mà giữa cái tiết mục chú Ngàn bây giờ cô chị Kỳ Duyên ra giới thiệu thì mới được về, chứ ca sĩ trình bày thì mình đang thu hình không có được về giữa chừng. Khi nào mà đang giới thiệu thì sẽ được về. Và Huy đã trang điểm đẹp rồi, cái hôm mà không lên cái không ai nhận ra hết nè. Đẹp quá không ai nhận. 66 mới nhận ra. Nhiều khi tôi nói giỡn nên phải vô chửi tôi nha, tôi nói cho vui thôi nha mọi người. Dạ mệt quá, ngồi bệt chui đất rất là nhiều luôn. À, giờ đang là chờ ca sĩ ra nè. Không biết có ca sĩ ra không. Show đã xong và cái cổng bảo vệ là đã dẹp vô rồi, mọi người có thể vào trong được á. Mọi người có thể vào trong được, Huy cũng có thể vào trong được nha mọi người. Huy vào trong được, giờ Huy vô đứng làng được không? Bên trong nè, người ta cho vô rồi nè đó, mọi người thấy không? Bên trong đó. Người ta đứng chụp hình những cái chữ Thúy Nga. Đây, Huy đã vào được bên trong này mọi người, đẹp quá trời luôn, đúng là Thúy Nga Paris mà này. Đánh đèn kìa, cái này chỉ là một cái đèn để người ta chụp hình thôi mà thấy đánh đèn màu tím rất là hải ngoại luôn ha mọi người. Phong cách rất là hải ngoại và trong đây có các gian hàng nè. Có các gian hàng souvenir Paris by Night. Ô, có áo của chú Nguyễn Ngọc Ngàn nè. Mọi người có áo chú Nguyễn Ngọc Ngàn này, bán bao nhiêu vậy? 1,800 bạc. Đây, 1,800 bạc. Combo book and t-shirt. Sách book kỷ niệm cắt 1,200 bạc. 1,200 bạc là cỡ 900,000 này mình nữa. Rồi còn nếu mà có sách đồ luôn và có áo luôn là 1,800 bạc nè. Đó, có hình của chú. Review. Wow, có sách đẹp quá ha. Cái sách của Huy được tặng là mỏng dày quá, còn sách miễn phí này nó mỏng vậy thôi nha mọi người, còn những cái đồ này là nó sẽ chất lượng hơn đó. Nguyễn Ngọc Ngàn nè, quá trời đẹp luôn, quá trời đẻ luôn ha. Wow, cuốn sách. Ô, có hình chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở dưới nè. Wow, ở trong đây rất là rộng nha mọi người,
không gian rất là rộng lớn luôn á. Khán giả đang đổ về đó, để đóng cửa được rồi đó, mở cửa ra này đó. Tóc tiên chuẩn bị xuất hiện gục ngã. Nhưng khán giả đang đi về. Ồ, cái này làm đẹp quá ha, chị Thúy nghe. À, chị Thúy, chị Kỳ Duyên kêu xin mời tất cả quý vị. Chị dòng chị Kỳ Duyên á. Ồ, khán giả đang lùa ra chưa? Quá trời luôn. Ờ, à, đây review người ta đây hả? Bé là đây review luôn. Bé phụ anh bé. Đây, có khán giả kêu anh vô review khán giả ra. Dạ, quay cho mọi nha. Ở trong là khán giả nghệ sĩ kìa. Không dám quay đồ nghệ sĩ để người ta còn bán đĩa nha. Nhớ ủng hộ trung tâm Thúy Nga nha. Các khán giả đang ra là nghệ sĩ ở trong đó kìa. Tôi đã nhìn được nghệ sĩ rồi mà tôi không dám nhìn, tôi mắc cỡ quá. Khán giả đi lùa ra nè em, con đẹp quá. Các con nó cứ chào này thôi, đứng đây coi miễn phí được chút. Hôm nay chị Huy chụp hình với chị Phương Loan đó mọi người. Hôm nay chị Phương Loan chụp hình với nghệ sĩ kia. Chị Phương Loan, chị Phương Loan đẹp không mọi người? Để Huy quay camera trước cho mọi người xem nha. Đây, chị Loan mới trình diễn xong đó mọi người ơi. Wow, chị Loan rất là thân thiện nha, giơ trái tim. Đó, chị Loan chụp với nghệ sĩ kìa. Ê, khán giả chứ hả? À. Wow. Khán giả đang vây quanh chị Loan nha. Còn Huy là Huy thì đứng ngắm thôi nha, để cho chị Loan có thời gian dành cho khán giả. À. Rồi mình đi review xung quanh này. Đó, xung quanh đây nè đó mọi người. Đây xung quanh đang đã xong chương trình mà mọi người vẫn chưa có muốn về, vẫn nán là ở đây, chắc là muốn gặp nghệ sĩ giống Huy. Huy cũng rất là mê gặp nghệ sĩ, mắc cười xỉu luôn, người này giành người kia giành. kéo qua kéo lại chị Loan. Nói chung là những cái hình ảnh này Huy thấy rất là thú vị và vui, vì cũng tình khán giả dành cho nghệ sĩ còn rất là ấm áp và vẫn muốn chụp hình với chị Loan ha. Ở đây cũng có một đám đông, không biết nghệ sĩ nào không. Anh đây là đại diện phim thôi. Có nghệ sĩ này trong này vậy mọi người. Anh bị kéo vô rồi nè, đó chị bị kéo vô. Giờ nhiều người tới chụp hình quá. Đó, chị đã búng tay chưa? Security. Security tới búng tay kéo chị Loan đi, nhưng mà chị Loan vẫn muốn chụp nha. Chị Loan rất là thân thiện, vẫn muốn chụp với mọi người. Đó, còn Huy thì Huy không có chụp, tại vì Huy chụp rồi, không có muốn làm phiền người ta nhiều thời gian. Security chặn ra nè, để cho nghệ sĩ đi ra nè. Đó, khán giả vẫn cưng. Đó, go home đó, cặp ban lên. Đó, chặn ra nè, chặn ra hết. Chặn. Bị đuổi mọi người ơi, bị đuổi. Đi ra để cho nghệ sĩ đó. Đó, khán giả mặc đồ đẹp lắm nha mọi người ơi. Những cô mặc áo dài. Chị Ngọc Anh nè đó, và bên cạnh là chị Tâm Đoan. Vui quá chị Ngọc Anh nè đó. Chị Ngọc Anh mặc đồ rất là fitting. Chị Tâm Đoan là hôm nay hát một cái bài rất là hot nha, của anh Hamlet Trương. Anh đã là sáng tác bài, một bài hát Huy hy vọng sau cái đợt này là bài của chị Tâm Đoan sẽ hit, tặng vì mọi người khi mà trình diễn mọi người cười lên quá trời. À, chị Tâm Đoan nè mọi người ơi, chị Tâm Đoan nè đó. Đó, khán giả vẫn muốn quay quanh chị Tâm Đoan. Hello chị Tâm Đoan. Chị Tâm Đoan không nghe. Đó, chị Tâm Đoan vẫn muốn vừa chụp vừa đi, là vẫn muốn nán lại với khán giả. Đó, quá trời hả, hay quá ha. Em mới vui này đó, khán giả cứ đi theo chụp mà security cứ đuổi. Mà vẫn chụp, mà nghệ sĩ là vẫn muốn luôn. Nghệ sĩ vẫn muốn vừa đi vừa chụp. Tại vì lâu lâu mới có một cái show như thế này đó mọi người. Chị Tâm Đoan vẫn cứ vừa đi vừa chụp. Chị không có khó khăn hả anh em mọi người ơi. Chị Ngọc Hà rất là xanh điệu mọi người ơi. Hát dân ca nhưng mà chị mặc một bộ đồ rất là xanh điệu. Chị Ngọc Hà xinh quá mọi người ơi. Chị Ngọc Hà. Hello khán giả Việt Nam. Chúc mọi người vui vẻ Việt Nam nha. Mưa trên phố Huế. Mưa trên phố Huế đó mọi người ơi. Chị vui vẻ quá, tôi cầm mà cái tay tôi rung vậy luôn á. Tôi quay được mà cái tay tôi rung luôn mọi người. Thì cái tay tôi rung luôn á, tôi thấy. Người nghệ sĩ đi diễn về cũng một mình lủi thủi thấy không mọi người. Khán giả vằn quanh vậy chứ đi ra cửa một mình là thấy không. Người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời. Đó, mọi người hãy ủng hộ nghệ sĩ nha. Đây là chị Tâm Đoan nha mọi người. Chị Tâm Đoan chụp với anh photo, Huy cũng biết anh đó.
Bye bye chị Tâm Trang nha, bye bye chị Tâm Trang, bye bye khán giả Việt Nam. Bye khán giả Việt Nam. Em chúc cho cái bài hát của chị mà làm tháng cả tháng đai cười đầm sỉ thì rất là hot trong trong cái sau khi phát hành nha. Dạ em nghe đồn là mọi người cười rất là nhiều. Dạ anh em Cát Trương là có chung tham gia chung, em hy vọng là chị đợt này sẽ hit bài đó nha. Chị cũng hy vọng bài đó hay quá. Dạ em chào chị. Ô anh là Huy Mai chưa? Chờ em là gì của chị Đan vậy? Ồ fan luôn. Có bé biết anh Huy Ma nữa cho vui quá. May quá hồi nãy tôi trang điểm, không xe không dám làm phiền chị Tâm Đoan nữa. Tôi trang điểm các khán giả biết tôi là Huy Ma mọi người. Rồi tôi run quá. Nói chung có một cái kỷ niệm với chị Đoan. Hy vọng cái bài của chị Đoan sẽ hit. Mọi người hãy ủng hộ cho chị Đoan nha. Chị Hương Thủy này mặc áo màu xanh đó mọi người đó. Chị xách vali không ai phụ chị hết à. Chị Hương Thủy này đó. Chị xách vali màu đen mà áo màu xanh đó, đó chị Hương Thủy á mọi người. Chị đeo khẩu trang. Tuyết đang đi ra kìa mọi người đó. Chị Minh Tuyết hồi bữa đeo kính không có chụp hình được, nhưng mà hôm nay là mặc cái áo màu hồng đẹp quá trời đẹp luôn nè. Trang điểm đẹp quá luôn. Quá trời đẹp. Quá trời đẹp. Ồ fan quay quanh. Minh Tuyết ơi, đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời. Chị Minh Tuyết mặc bộ đồ và đường cong rất là đẹp luôn mọi người. Quá trời đẹp. Làm tóc rất là trẻ trung ha. Chị Minh Tuyết kêu làm mình từ từ đi, mọi người trật từ để rồi cùng chụp hết. Và mọi người kêu chị Minh Tuyết đẹp quá. Đó, chị Minh Tuyết đẹp quá. Mấy chú kêu Minh Tuyết đẹp quá nha. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, Minh Tuyết đẹp quá. Chú là kêu Minh Tuyết đẹp quá. Đó, mặc đồ màu hồng dễ thương. Cứ nói là chị Minh Tuyết đẹp tuyệt vời. Mọi người cười quá trời luôn. Đó mà đẹp thiệt mọi người, chị rất là dễ thương và trẻ trung nha. Dễ thương quá à. Chị Minh Tuyết chụp hình rất là dễ thương mọi người, cầm một bó hoa. Fan hôn chị Minh Tuyết rồi, hồi chưa kịp chụp hình phải để nhường cho người ta. Chị Minh Tuyết nói là xong chưa mỏi chân. Chị mang da cao gót đây, chị ký tặng nè, chị ký tặng cho em. Em vừa hồi có 5 tuổi. Wow. Chị ký, chị ký. Ôi, xin lỗi anh. Chị Tuyết ký hình nè. Hôm nay chị Tuyết làm tóc rất là xinh nha mọi người ơi. Hello chị Tuyết. Xin chào khán giả Việt Nam. Cảm ơn chị nha. À, Huy đã quay hình được với chị Tuyết một chút rồi. Yeah, tạm biệt chị Tuyết. Bye bye chị Tuyết nha chị Tuyết. Yeah. Huy chưa kịp chụp hình, Huy chỉ quay thôi à. Mà không sợ làm phiền. Đây là trợ lý của anh Ham Lát Trương nè. Còn anh đây là anh chụp hình nha. Hồi nãy em nói với chị Tâm Đoan là chị cái bài hát đó sẽ nổi tiếng của anh Ham Lát Trương bạn em mà nói vậy luôn. Bíp ba chào lại. Thank you make a lot of performance dancer keep traditional for Vietnamese people in American and around the world. Thank you for coming. Where'd you come from? I'm from Vietnam, but I'm living in Thailand. Oh, yeah. You do? We're in Thailand. Yeah, Bangkok? Yeah, I'm a fan of Paris by Night, and I'm waiting for every celebrity here. Thank you too. Thank you so much for making performance for Perfect Dancing to Vietnam. Thank you for coming. Yeah. Bye-bye. Sarah. Bye-bye. Cái chị đó là cái chị biên đạo cho... cho những cái màn múa rất là giữ cái nét truyền thống cho Việt Nam mình, mặc dù chỉ là một cái người nước ngoài á mọi người. Mọi người có thể coi chị Sarah, chị làm những cái biên đạo và những cái giám khảo cho cái celebrity dancing của Paris Manai luôn. Rất là chị có làm rất là hay, và Huy cũng muốn nói lời cảm ơn cho khán giả đến với chị đó, mặc dù chị là một người nước ngoài và không phải là nghệ sĩ, nhưng chị cũng đem đến cho chương trình Paris Manai những cái màn diễn rất là đầy truyền thống và giữ được nét văn hóa cho khắp các người con từ khắp nơi trên thế giới. Đây mọi người, Huy gặp một cái người bạn làm phụ ha, hậu cần cho sân khấu này, nhưng mà bạn này là hồi xưa cũng làm nghệ thuật đó, là bạn này là bồ. Bây giờ vẫn làm nha. Bây giờ không có nghỉ, làm bình thường. Rồi ê, nói này làm show trong đây rồi cho tôi hỏi thử là ông coi có coi show không? Có chứ, vừa làm vừa check vừa coi. Vậy là có lời nhắn gửi gì chú Ngạn cho cái show cuối cùng này không? Cho mọi người khán giả từ khắp thế giới này. Thật ra thì ai cũng mong show này không phải là show cuối của chú rồi, bởi vì rất rất là nhiều người vẫn còn yêu thương chú,
nhưng mà vì chú do tình hình sức khỏe của chú không thể nào tiếp tục làm show tiếp theo nữa, thế là chắc sẽ sau đó sẽ có những người nào đó MC mới vào làm đó, và chúc chú là vui gặp được nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Tự nhiên kêu có MC mới rồi chi, nói chào tạm biệt chú, tôi kêu có MC mới rồi chi vậy, không có cảm động gì hết à. đi ra nói cho Huy chọc bạn này là Huy rất là vô tình, không ngờ là một người bạn sân khấu mà bồ của một cái người bạn của Huy trong sân khấu, cho nên Huy biết mà làm hậu cần ở đây, cho nên là Huy cũng muốn hỏi thăm về không phần hậu cần. Mình làm bên team sản xuất. Sao Huy nói bậy, Huy nói phun nước miếng lại. Rồi nói chung là Huy cũng rất là vui vì gặp bạn, và Huy hy vọng chú Ngạn cũng như là mọi người luôn ủng hộ chú, cho dù có là show cuối cùng hay không, thì chúc chú sức khỏe và mọi sự thật là may mắn nha chú. Yeah. Mặc dù chương trình đã hết rồi không anh thấy rồi, nhưng những khán giả còn lại vẫn rải rác chờ tới 10 giờ đêm. Ngồi đây có 3 người nhưng không thấy mặt nha cả nhà. Vì người ta ngại là người ta đang ngồi chờ. Nhưng mà có một cái trường hợp là có một em nhỏ mới có học lớp 10 mà đi máy bay của BAM, hãng Bamboo, nó cho bay lớp 10 mà chịu bay á mọi người. Đó, bay qua đây mà chờ chú Ngạn, là fan của chú Ngạn. Đó, em đang hai giờ hai nè. Huy thấy cái câu chuyện này rất là hay, cho nên là Huy chia sẻ với mọi người, tại vì em đi qua đây một mình thôi. Fan của chú Ngạn mà qua đây một mình đó mọi người, ngồi ở chỗ đây nè mà em ngại quay á, phải không? Em có ngại không? Hello. Bạn em nhiều lắm. Hả? Bạn em chơi TikTok luôn. Bạn em chơi TikTok nhưng mà anh đâu có chơi TikTok, anh làm YouTube. Hả? Không yêu. Dễ quay không? Không quay. Em nó ngại, nhưng mà nói chung là em đã rất là hâm mộ chú Ngạn, và mới lớp 10 nhưng mà bay từ cái hãng Bamboo qua đây và chờ chú Ngạn tới tận bây giờ luôn. Huy chỉ còn có một vài khán giả thôi, nhưng mà Huy vẫn đang đứng chờ để Huy gặp được chú Ngạn, tại vì đây là show cuối cùng, là mọi người đang quay Huy luôn á. Huy nói quá trời nói, mọi người đang camera quay Huy nè. Đó, em cũng là em giống chương MC Nguyễn Ngọc Ngạn không, hay giống MC Nguyễn Cao Tây Duyên? cười nói chung là Huy ráng chờ nha, Huy quay cho mọi người coi. Rồi mọi người hãy chờ chú Nguyễn Ngọc Ngạn ra đó. Chị đây cũng chờ nè, nãy giờ em cũng chụp hình cho chị mà không? Ừ, đúng rồi đó, Huy cũng chụp hình cho chị này nè. Chị thích ai nhất? Hello mọi người. Cô chị đây và có mẹ chờ luôn á, mẹ chờ ngồi chỗ đây nè, hai đó, các bạn đây học lớp 10 á mọi người. Trời ơi, đúng là mạnh dạn quá. Huy thấy là Huy sống một mình nơi xứ người, mà từ lúc lớp 10 anh chưa dám đi máy bay quốc tế mà quá. Anh ở bên này. Mẹ bạn này là biết Huy đóng phim Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé nó hả? Anh phải Huy mê đóng phim Subin Hoàng Tử Bé không? Ừ. Hồi nãy bạn này hỏi Huy vậy, Huy nói vậy hả? Giờ anh khác không em? Giờ anh khác không? Khác không? Hỏi thiệt á, hỏi khác không? Dạ hơn. Hả? Dạ hơn. Chết rồi, nói già hơn rồi, tức quá trời, chắc chết tại chỗ. Nói Huy già hơn mọi người ơi, Huy buồn quá, chắc là lái phóng lên trang điểm. Huy vừa hỏi anh Nhật Bình trang điểm cho những cái chương trình đó, anh mặc áo đen đi ra đó. Huy mới chúc ảnh là trang điểm ngày càng đẹp hơn, và cảm ơn ảnh đã trang điểm cho những nghệ sĩ thật tuyệt vời. Và Huy cũng hỏi ảnh á, là anh Bình ơi, anh chú Nguyễn Ngọc Ngạn về chưa? Tại Huy muốn giúp một cái trường hợp là có một cái bé lớp 10 á, hồi nãy Huy đứng giỡn giỡn á, cái bé đó cũng hello mọi người rồi đó. Cái bé đó anh phải Huy mê đóng Tu Win Hoàng Tử Bé. Xong bé đó nói bây giờ anh già hơn, mà dạng như nói sợ bị chửi, cười xỉu luôn. Nhưng mà cái bé đó là hâm mộ chú Ngạn, mới học lớp 10 mà bay cái hãng Bamboo cho bay á, cho bay là mới có lớp 10 mà bay qua được. Sau đó chờ chú tới tận cuối cùng giống như Huy luôn, chờ giống như Huy để Huy quay cho mọi người coi. Và đây là một cái show cuối cùng, cho nên Huy cũng muốn chờ để có những cái kỷ niệm của một cái người nghệ sĩ rất là được nhiều người yêu mến từ khắp nơi trên thế giới, người cộng đồng Việt Nam. Cho nên là Huy cũng muốn giúp cái bé đó. Và anh Bình anh đã nói Huy là chú Ngạn về đường khác rồi, cho nên là anh Bình review cảm ơn anh Bình nha. Nói có nói trên đây rồi, anh Bình trang điểm đẹp quá, cảm ơn cho trang điểm. Em tên gì? Em tên Huy Ma. Cho mọi người ngắm nhan sắc chút được không? Đó, anh Bình có phụ chị Duyên mở cái shop đó, mọi người nhớ ủng hộ cho anh Bình rồi nha. Dạ em ở bên này luôn. Dạ em ở bên này. Dạ. Dạ. Đó, nói chung là Huy hôm nay Huy rất là vui vì cũng ngoài những cái nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu, Huy còn gặp những cái cô người nước ngoài Santa và anh Nhật Bình, những cái người hậu cần cho người nghệ sĩ, và cũng rất là muốn lời cảm ơn, cũng như là muốn gặp chú Ngạn nhưng cuối cùng đã không được rồi. Huy xin chào tạm biệt, và anh Bình còn có muốn giúp cái bé đó, nói nếu mà em muốn gặp mà chú Ngạn thì chú Ngạn ở khách sạn khác bên đây đó, và Huy cũng có nói em đó, em chờ, nếu mà em muốn gặp thì em chờ. Mà tội nghiệp em đã quá. Thôi xin chào tạm biệt mọi người tại đây nha, bye bye.